khiếu nại EU lên Tổ chức Thương mại Thế giới sau khi Liên minh châu Âu tung đòn thuế quan lên xe điện nhập khẩu từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc vừa đệ đơn lên WTO về việc EU áp thuế quan bổ sung tạm thời đối với xe điện EV được sản xuất tại quốc gia Đông Á này. Tháng trước thì EU đã áp dụng mức thuế từ 17,4% đến 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài mức thuế hiện hành là 10%. Với lý do là phía Bắc Kinh hỗ trợ không công bằng cho các nhà sản xuất ô tô điện của nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9 tháng 8 thông báo rằng họ đã khiếu nại lên WTO để bảo vệ quyền phát triển và lợi ích của ngành công nghiệp xe điện và hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu. Trung Quốc lập luận rằng cáo buộc từ phía EU thiếu cơ sở thực tế và pháp lý, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO và làm suy yếu sự hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu. Tuyên bố cho biết, chúng tôi kêu gọi EU ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai lầm của mình và cùng nhau duy trì sự ổn định của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU cũng như chuỗi cung ứng và công nghiệp xe điện. Việc EU áp dụng thuế quan vào tháng 7 diễn ra sau cuộc điều tra do Ủy ban châu Âu tiến hành vào năm ngoái. Trước đó, EU nhận được khiếu nại rằng các chính sách trợ cấp của chính phủ Trung Quốc cho phép các nhà sản xuất xe điện của quốc gia Đông Á có thể bán sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với xe điện được sản xuất trong châu Âu. Dựa trên kết quả điều tra, Ủy ban kết luận rằng Trung Quốc hỗ trợ không công bằng với các nhà sản xuất của họ, gây ra mối đe dọa kinh tế với các nhà sản xuất xe ở EU. Quyết định chính thức về thuế quan sẽ được đưa ra vào tháng 11. Bộ Thương mại Trung Quốc đã cảnh báo rằng EU có thể gây ra một cuộc chiến thương mại nếu tiếp tục leo thang căng thẳng. Bắc Kinh cũng cáo buộc khối này có hành vi không công bằng trong cuộc điều tra chống trợ cấp và phản ứng bằng cách mở cuộc điều tra chống bán phá giá liên quan đến một số sản phẩm thịt lợn từ EU. EU là thị trường nước ngoài lớn nhất đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Động thái của EU diễn ra sau khi Mỹ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc từ 25% lên 100% vào tháng 5.